Mbappe cười nhạo khi được đề nghị gia nhập Arsenal. Tiền đạo Kylian Mbappe phá lên cười lớn sau khi được một người hâm mộ đề nghị gia nhập Arsenal. Ngôi sao người Pháp sẽ hết hạn hợp đồng với PSG vào cuối mùa giải. Nhiều thông tin khẳng định chân sút 25 tuổi sẽ chia tay đội bóng Paris để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Cũng có thông tin cho rằng siêu sao sinh năm 1998 chấp nhận giảm lương để hoàn tất giấc mơ chuyển đến Los Blancos. Do đã ở năm cuối hợp đồng nên theo quy định mọi đội bóng đều có thể tiếp xúc với Mbappe, trong đó Arsenal cũng không giấu giếm ý định chiêu mộ tiền đạo sắp rời PSG. Tháng trước, huấn luyện viên Mikel Arteta đã được hỏi liệu Arsenal có tìm cách chiêu mộ những cầu thủ ưu tú như Mbappe về sân Emirates hay không. Tại sao không? Nếu chúng tôi muốn trở thành đội bóng tốt nhất, chúng tôi sẽ cần những tài năng tốt nhất và những cầu thủ giỏi nhất, đó là điều chắc chắn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh. Mbappe mới đây chụp ảnh cùng một người hâm mộ trẻ tuổi sau khi PSG đánh bại Nice 3-1. Anh được cổ động viên này đề nghị gia nhập Arsenal. Mbappe đã phá lên cười và trả lời dứt khoát không thể nào. Khi được hỏi tại sao không chuyển đến đội bóng Bắc London, siêu sao trả lời, ở đó quá lạnh. Câu trả lời lạnh lùng của Mbappe khiến nhiều người hâm mộ pháo thủ London thất vọng, có người nói, giấc mơ đã kết thúc. Một cổ động viên khác quả quyết, Arsenal không bao giờ có cơ hội sở hữu Kylian Mbappe. Tuy nhiên, cũng có những cổ động viên lạc quan tin rằng Mbappe sẽ đến với đội bóng ngoại hạng Anh. Mbappe nổi lên khi còn là một cầu thủ trẻ tại đội bóng Monaco. PSG ký hợp đồng mượn Mbappe năm 2017 và sau đó một năm họ mua đứt với giá 200 triệu đô la Mỹ. Nhà vô địch World Cup lập tức trở thành trụ cột của PSG với kỷ lục ghi 247 bàn và 105 kiến tạo qua 296 trận. Màn trình diễn chói sáng của Mbappe góp phần giúp PSG đoạt 5 danh hiệu Ligue 1, 3 cúp nước Pháp, 2 cúp liên đoàn Pháp và 3 siêu cúp Pháp. Arsenal cũng đang thi đấu thăng hoa khi đã vào tới tứ kết Champions League và đối thủ của họ sẽ là Bayern Munich. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đang dẫn đầu ngoại hạng Anh sau 28 vòng đấu khi hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng bại và hơn Man City 1 điểm.